Xin được chào các bác. Ngày mai là phiên chợ ngày rằm ngày 15 âm lịch là buổi sáng mai. Nhưng mà buổi chiều hôm trước ấy, tức là ngày 14. Xin nhắc lại các bác là chợ Vạn Phúc là vào họp vào những ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch nha các bác nhé, buổi sáng nhé. Chợ buổi sáng. Còn bác nào mà săn đêm ấy, thì đi từ đêm hôm trước. Đi từ đêm hôm trước đến tận sáng sớm hôm sau ấy, săn cây đêm ấy. Đấy, các bác nhá. Còn bây giờ là buổi chiều hôm 14, tức là để chuẩn bị tiếp chợ ngày mai ấy, thì người ta có họp, bây giờ là gần Tết rồi mà, thì người ta có họp chợ bán chợ hoa, tranh thủ bán chợ hoa. Từ giờ đến Tết là khá là sôi động các bác ạ. Đấy, trước tiên chính là phải là ngày mai. Thì buổi chiều hôm trước thì người ta bán hoa và một số cái cây cho người ta đi buôn, chưa không được đẹp nhưng mà để cho người ta đổ buôn giá rẻ. Thì sẽ có một số cây như tùng la hán hay là những cây sung xiếc, những cây cành dâm gì hết á. Đấy, thì người ta mang đi. Thì bây giờ là chủ yếu là bán hoa. Mai thì sẽ có chợ cây bonsai. Bây giờ thì tôi đi gửi xe để vào quay một chút cái đường vòng chợ xem có cái gì hay không bác nhá. Rất là nhiều hoa nhá. Chơi Tết thì rất là đẹp đấy bác nhá. Đi đây, từ góc này đi sung xuống giả nhưng anh chưa bán rồi. Vâng, nhưng mà nhà em xuống anh cứ nhặt những vật xuống giặt đi anh. Bao nhiêu tiền một cây này này chú? 150 một cây. 150 gốc bệ đẹp nha. Cái này mà đây đang lấy chim một cây đây vất vào đấy, vất vào đấy. Được buôn mà ai mà lấy bán sáng mai thì tốt quá. Đấy, thì đúng cái đấy. Em đấy các bác. Nuôi là đẹp. Chân bệ này, mệt này. Các bác phải ra chợ nhé, thông cảm nhé. Người ta bán ở chợ thôi. Các bác ra được quê thì mua thôi chứ không có gọi xa là không có. Đấy, này có cái quả này tuyệt vời, cái cây này đẹp. Đẹp, nuôi được. Đẹp. Đi chơi chợ thì các bác nhá, tìm hỏi giá nhá, em không phải là người buôn đâu, chỉ làm phóng sự để vui thôi mà. Hạnh lưu đấy, chị em ra đây mua hoa Tết tuyệt vời, giá đủ buôn mà. Đây có quả này. Sôi động lắm các bạn, hoa hồng đẹp tuyệt vời. Đấy, chị em ra đây thì sắm Tết thì còn gì mà mua trong cửa hàng nó đắt. Hoa hồng bạch đẹp quá nhỉ. Bao nhiêu tiền một cái chậu này chú? Bao tiền một chậu hoa trắng này này? 300, quá đẹp, quá rẻ luôn. Đấy, gốc to phê, bạch thơm lắm, bạch. Mình không thạo về hồng lắm nhưng thấy nó đẹp, nhiều hoa, nhiều hoa là quyền. Cái cây thoát thân thì chắc là đắt hơn. Đấy, cây này này, không gian này, cây này đẹp, thoát thân. Cây này 300, chắc cây này 500 một triệu. Tôi không mua nên là chỉ đi chơi các bạn nhé, không hỏi là cái giá nhiều đâu các bác. Mà các bác có muốn mua thì cũng lấy số thì không được đâu, cứ ra mà chọn hoa hồng. Đấy, đại loại là một cái địa chỉ cho các bác, cho các chị các bác thích mê hoa đi chợ hưởng không khí chợ, gọi cũng là chợ xuân rồi các bác, chợ phục vụ Tết rồi. Cái này những cái phiên bình thường nó không có đâu. Đấy. Hoa rất đẹp. Tết đến tận nơi, Tết cận kề. Tết đến đít rồi. Đấy. Đúng rồi.
đây thì đổ buôn mà các bác. Chứ mình mua vài cây cũng thoải mái thôi, nhưng mà tôi thì không mê hoa lắm. Thế nhưng mà thấy nó đẹp chứ các bác. Này mà có trang trí nhà cửa thì cũng hơn cả bonsai. Đấy, đẹp không? Giá như một cái chậu như này khoảng 100-150 thôi các bác. 150 hồng trứng gì đấy. Hoa đẹp. Đấy, hoa to chứ. Mua về buôn về thương mại được các bác. À, những cái cửa hàng ở quanh đây người ta cũng lấy ở đây để buôn. Đây là đổ buôn. Hoa đẹp. Mình chẳng biết tên, chỉ biết nó là hoa hồng. Nó nhiều loại hoa hồng. Mua thì loại đấy. Mua cái này về thì chị em không bao giờ chê trách gì cả. Chứ mua cây cối về mà tiền triệu, thậm chí là mấy chục triệu về thì chị em có ruột lắm. Nhưng mà mua hoa này về thì yên tâm, rất là rẻ, ngay là chị em ủng hộ. Hoa đẹp lắm không? Đẹp lắm. Chợ đồ gỗ đây thì bắt đầu giải tán rồi, đang dọn dần rồi, mai có chỗ bày cây rồi, có chỗ bày cây, mênh mông. Thơm, đi xung quanh thơm á. Đến chiều muộn là hết mà, giải tán hết. À quên, cởi áo ra hẳn một chắp, quên, cởi ra, cởi ra, cởi hết được, cởi mẹ. Nếu áo trong nữa thì giá 150. Đây, hoa tím tím mới đẹp. Đấy, kiểu như kép ấy. Đấy, cây kia đẹp. Đây, kiểu như là đột biến. Có tên những hoa này, đặc biệt cái dòng này tôi thấy là hoa rất là to. Mình lúc hôm qua bằng một cái bát ấy, to. Hôm nay nó bị gió. Nhiều hoa đẹp thật. Đấy. Đấy, rừng hoa thơm hết cả người. À, cái này 250. Nó gọi là hồng Sapa, mình có biết hồng gì thì hồng gì. Thấy hoa đẹp. Cây này không biết bao tiền. Hả? Cây này chả biết bao tiền. To này chắc đã. À, cái này bán rồi. Đấy, đổ buôn mà. Hít người đi chơi ra đây mua. Mình còn đang giờ đi làm. 402 cây không bán. Giá đổ buôn người ta nói một câu. Cái này chứ không bán rồi đấy à? Cái này thì bán được cái gì? Cái Sapa này là bao tiền đấy chị? Sapa cái này 200. Còn cây này? Cái này là một cái Aomagi. À 400 à? 50. Nó là hồng ngoại à? Nó hồng ngoại, hồng Nhật. Hoa đẹp nhỉ, hoa bền nhỉ. Đây này. Cái này 400. Hoa đẹp nhỉ, tím tím. 400. Đúng rồi, đây là giá buôn rồi, đổ buôn rồi. Đây là giá đổ buôn. Chứ vào kia gấp đôi. Vào kia gấp đôi, gấp ba đấy. Cái này hồng trứng này thì bao tiền một cây? 100. Nhiều hoa nhỉ. Dạ. Đấy. Quên mố nó tên, vừa tên là gì quên mố. Aomagi. Hoa hay nhỉ, nhỏ nhỏ. Mua rồi. Aomagi. Trồng 3 năm, hoa sai cả 3 năm.
Hơn. Thế bây giờ nhớ giả 200 triệu, 240 triệu. Không bán được, cái này 200 triệu đâu. Cái này cho 400 mắt, cái này 200 triệu. Đấy, thế là ông ngồi 400. Đấy, ông bảo mình nghĩ chắc nghĩ là một gấp đôi luôn. Vâng, chính xác. Thấy đẹp nhưng mà mình chưa biết, cho nên là nhiều khi lại cứ nghĩ là rẻ, không rẻ. Đấy, các bác nhá, có thời gian sắp Tết rồi đi chợ Tết để hoa to hết. Đấy, thơm như mùi quế luôn. Thơm như mùi quế, cái giống này nó tươi nhỉ, mình thích. Tính hoa nhỏ nhỏ đẹp. Hoặc là đây là anh ơi, $350. Này hoa to nhỉ. $350. Đang nụ này Tết là vừa nhỉ. Rồi, đi vào uống nước rồi. Thơm. Hoa to dày. Juli. À, trên sọc sọc kia là Juli. Chả biết tên mà gì. Thôi, đó anh nhé. Đi vào đây. Các bác có thể gặp nhau anh em ở chợ Xuân nhé.